Xin chào các bạn, tôi là Lê Anh và hiện nay tôi đang có mặt tại thành phố biển Vũng Tàu. Ngày hôm qua Lê Anh đã cùng gia đình và mẫu xe gia đình Tiguan Oldsmobile có chuyến hành trình rất thú vị từ Sài Gòn đến Vũng Tàu. Thực sự đây là một mẫu xe rất thú vị với nhiều tính năng hỗ trợ người lái trên đường cao tốc cũng như là đường nội ô. Và để chia sẻ mẫu xe này thú vị như thế nào, hay như thế nào, các bạn hãy cùng tôi theo dõi và trải nghiệm nhé. Chào mừng các bạn đến với chương trình trải nghiệm xe và hôm nay tôi sẽ trải nghiệm mẫu xe Volkswagen Tiguan ở đoạn đường đi từ Sài Gòn đến Vũng Tàu. Tiguan là một mẫu xe đa dụng và có thể sử dụng trên nhiều địa hình khác nhau. Hiện nay Lan đang ở tốc độ khoảng 80 cây số một giờ, ở ngoài gần mưa nên rất là gió. Tuy nhiên độ ổn định của thân xe rất cao, đặc biệt là ở bên châu Âu thì đã thấy và đã từng trải nghiệm những mẫu xe như thế này. Xe Đức mà chạy ở đường châu Âu, chạy ở autobahn tốc độ không giới hạn thì lên 230-240 thì vẫn rất bình thường. Chính vì thế không ngạc nhiên khi Tiguan chạy ở tốc độ 80 cây số một giờ trong xe vẫn thấy rất đầm, rất êm, và đặc biệt cách âm của xe rất tốt. Chúng ta gần như là không nghe tiếng vọng từ bên ngoài vào, tiếng từ gầm xe hoặc là những tiếng động cơ lọt vào trong xe. Đây là điểm rất mạnh của những mẫu xe đến từ nước Đức. Ở trên đường cao tốc thì các bạn có thể chọn chế độ lái Sport sẽ giúp xe chuyển số ở vòng tua cao hơn, lái phấn khích hơn. Đồng thời một cái điểm rất là hay ở chế độ Sport nên mà đang trải nghiệm, tiếng bô xe cũng sẽ nghe hay hơn và vọng đâu đó tiếng bô xe vào trong xe giúp cảm giác lái thực sự là phấn khích hơn. Ở chế độ Economy thì chúng ta sẽ lái ở vòng tua khi mà chuyển số thì sẽ thấp hơn, giúp xe êm ái hơn. Thực sự là đây là chế độ mà chúng ta hay sử dụng nhất khi chúng ta trên đường. Còn một chế độ nữa là chế độ tiết kiệm. Ở chế độ tiết kiệm thì chúng ta sẽ thực sự là lái máy thì sẽ ì hơn, chuyển số thì sẽ chậm hơn. Chính vì thế thì chế độ này là ít người sử dụng hơn và lựa chọn hơn. Nước Đức là nước nổi tiếng với autobahn, những đường cao tốc chạy không giới hạn tốc độ. Chính vì thế những mẫu xe đến từ nước Đức nổi tiếng với khả năng tốc độ và khả năng bám đường khi chạy. Chính vì thế ở mẫu xe trải nghiệm ngày hôm nay, khi mà chúng ta chạy 80 cây số một giờ vào những cung đường cua nhưng mà xe vẫn rất bám đường, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, ngoài ra hệ thống cân bằng điện tử trên xe hoạt động khá là tốt. Tất cả các hệ thống hỗ trợ lái như là hệ thống cruise control, ga tự động và những cái chức năng được tích hợp trên tay lái giúp việc điều khiển xe thực sự là thuận tiện. Hiện nay ngoài trời cũng đang mưa và vận tốc đang chạy là vận tốc khoảng 80 cây số một giờ. Tuy nhiên ở những mẫu xe này có một cảm giác thực sự là chắc chắn và an tâm khi chạy trên đường ướt mưa. Xe mặc dù là xe gầm cao nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy quá chênh vênh như các dòng xe đến từ Nhật hoặc Hàn Quốc, do xe nặng gần 2 tấn. Thứ hai là khung gầm rất chắc chắn. Ngoài ra thì một chế độ rất là hay, nếu mà mình chạy trời mưa thì mình có thể để chế độ wet, thì lúc đó xe sẽ tăng cái lực kéo lên và giúp chúng ta lái sẽ an toàn hơn. Tính năng mà cần thiết, tuy nhiên nhiều người chưa biết khi mà chạy trên đường cao tốc, đó là tính năng cruise control. Ở tính năng cruise control là tính năng ga tự động thì các bạn có thể điều khiển ở bên phía tay trái như thế này. Các bạn có thể điều chỉnh tốc độ các bạn mong muốn. Ví dụ tôi nhấn vào kích hoạt và điều khiển tốc độ lái là 80, thì khi bỏ chân ga ra thì xe vẫn chạy với vận tốc cố định là 80 cây số một giờ. Thì những cái hệ thống ở trên những cái xe cao cấp hơn là hệ thống Adaptive Cruise Control thì sẽ điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước. Tuy nhiên hệ thống này chỉ là hệ thống Cruise Control bình thường. Chính vì thế thì chúng ta sẽ lựa chọn tốc độ và sau đó thì xe sẽ chạy với tốc độ mà chúng ta tùy chọn. Thì có hai cách ngắt Cruise Control. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tác động vào thắng, và cách thứ hai là chúng ta sẽ nhấn nút off trên vô lăng như thế này. Khi ở chế độ Cruise Control thì các bạn có thể tăng giảm tốc độ bằng các nút nhấn trên vô lăng mà chúng ta không cần tác động vào chân ga. Đây là một cái tính năng khá là hay. Ngoài ra một tính năng nữa được cài đặt trên mẫu xe này là tính năng giới hạn tốc độ. Ở những khoảng đường giới hạn tốc độ thì chúng ta có thể cài đặt tốc độ mà chúng ta cho là tối đa, thì lúc đó thì xe sẽ không vượt tốc độ tối đa mặc dù chúng ta có ép ga như thế nào. Tuy nhiên các bạn lưu ý, nếu mà các bạn giữ ga nhiều hơn 3 giây thì xe sẽ tự động hiểu là chúng ta muốn vượt và xe sẽ tự động xóa chế độ set tốc độ giới hạn, hay còn gọi là speed limit.
Mẫu xe hôm nay Lan đang trải nghiệm sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, trứ danh. Đây là một hệ thống có thể nói là thông minh vào dạng bậc nhất, đã được phát triển và được chế tạo bởi người Đức. Nhiều bạn hỏi Lan xe một cầu là như thế nào, hai cầu là như thế nào, và dẫn động 4 bánh toàn thời gian on wheel drive là như thế nào. Thì trong video hôm nay Lan sẽ chia sẻ rất chi tiết. Thường các bạn nghe nói xe một cầu, một cầu là có thể là một cầu trước hoặc một cầu sau. Một cầu trước thì sẽ dẫn động bằng hai bánh trước, một cầu sau sẽ dẫn động bằng hai bánh sau. Và hai cầu có nghĩa là hai cầu dẫn động là dẫn động bằng cả bánh trước hoặc bánh sau. Ở xe hai cầu thì chúng ta có thể lựa chọn dẫn động bằng bánh trước hoặc bánh sau, hoặc là dẫn động cả bốn bánh. Tuy nhiên, xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trong suốt thời gian sẽ dẫn động bằng 4 bánh. Và ở đây hệ thống cực kỳ thông minh, có nghĩa là khi các bạn đi off-road chẳng hạn, sẽ có một bánh bị lún vào bùn. Thì khi một bánh mà sẽ mất độ bám với đường, thì các bánh còn lại thì động cơ sẽ truyền toàn bộ lực của động cơ kéo các bánh còn lại, và cái bánh đang nằm ở phía dưới bùn hoặc là cái bánh mắc cạn thì sẽ không có một lực tác động nào để kéo cái bánh nó lên. Có nghĩa là toàn bộ lực sẽ dồn cho ba bánh còn lại. Có trường hợp luôn là ba bánh mắc kẹt thì sẽ dùng cho một bánh còn lại. Trường hợp bốn bánh mắc kẹt thì sao? Bốn bánh mắc kẹt thì bạn sẽ gọi xe cứu hộ, và lúc đó không có ai cứu bạn được hết. Nên đây là một cái hệ thống có thể nói là thông minh và được áp dụng trên rất là nhiều mẫu xe, đặc biệt là xe sử dụng cho off-road. Và hôm nay là trải nghiệm rồi, và đã trải nghiệm thử mẫu xe này, thấy thực sự là hôm qua chạy trời mưa thì thấy rất là yên tâm. Và với hệ thống cân bằng điện tử cũng như là các hệ thống được trang bị trên xe, giống như hệ thống bó cứng phanh, khi mà lái một mẫu xe Đức như thế này ra đường thì cảm thấy thực sự là yên tâm, đặc biệt là chạy ở tốc độ cao. Ở mẫu xe chúng tôi trải nghiệm ngày hôm nay, mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace phiên bản luxury được trang bị động cơ 2.0 mang đến công suất 180 mã lực. Với chiếc xe nặng gần 2 tấn và động cơ 180 mã lực, thực sự không phải là một con số ấn tượng. Tuy nhiên, khi chúng ta ra đường cao tốc và chúng ta kích hoạt chế độ thể thao thì khả năng tăng tốc của cái xe lên đánh giá cũng khá tốt và mang lại cảm giác cũng khá phấn khích. Khi chúng ta đi đường xa thì ghế điện chỉnh được 12 hướng, ghế được thiết kế ôm người ngồi, và ghế cũng là ghế thể thao. Chính vì thế khi mà đi đường xa thì không có cảm giác mệt mỏi hay là buồn ngủ. Các bạn đi đường xa thì lưu ý là chúng ta sẽ dựa lưng ghế cao để khi mà chúng ta lái thì thứ nhất là chúng ta có sự tập trung nhất định, thứ hai là khi trường hợp khẩn cấp, khi chúng ta tác động được phanh thì được phanh sẽ tác động hiệu quả nhất, xe hiểu là chúng ta đang ở tình huống khẩn cấp hay là không. Và đây là điểm là anh thấy ấn tượng nhất trên mẫu xe này, camera 360 độ luôn. Và các bạn có thể thấy đây là màn hình hiển thị ở phía sau nè, và đây là camera 360. Thì ở camera 360 các bạn có thể thấy ở phía trên của mẫu xe này, và bây giờ có thể chọn camera, ví dụ phía trước nè, phía bên hông. Đây đang đậu trong một cái chỗ rất là đẹp. Và một điểm đặc biệt hơn, chúng ta có thể điều chỉnh chế độ camera 360 bằng cách thể hiện màn hình 3D. Đây, các bạn có thể thấy mình đang đậu trong một cái khu vực rất là đẹp, và mình có thể có nhiều góc chiếu, và thậm chí mình có thể quay cái xe. Đấy, rất là thú vị. Đấy, rất là thú vị, mình có thể coi xung quanh xe là có gì hay không. Và camera rất là nhạy và rất là thực luôn nha. Đây, mọi người có thể xem phía trước, phía sau, xung quanh. Đây, rất thật luôn. Đây là cái điểm cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt cái xe này không phải là nhỏ nha, mà có thể di chuyển rất là gọn gàng, và thực sự là di chuyển trong thành phố là anh vẫn cảm thấy thoải mái với mẫu xe Tiguan Allspace này. Các bạn thấy mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace này như thế nào? Theo Lan, đây là một mẫu xe khá thú vị. Và nếu các bạn muốn quan tâm và tìm hiểu thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Volkswagen Việt Nam để có thêm thông tin về mẫu xe thú vị này, cũng như được tư vấn và trải nghiệm.